Rồi ok, xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình là Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Rồi đến cái video hôm nay thì tiếp tục lại có kèo gọi là xổ số coin rác được chưa ạ? Thì con này có tên là Ethereum SV được chưa ạ? Thì con này chạy trên nền tảng Smart Chain BLB thì anh em phải mất phí mạng, phí gas. Thì hiện tại là nó đang có chương trình airdrop được chưa ạ? Thì như các bạn đã thấy trên màn hình mình nó là Ethereum Airdrop. Thì con này thì nó sẽ đi trên sàn Bancassurance được chưa ạ? Đây như các bạn thấy là rơi vào tầm 28 ngày nữa được chưa ạ? Thì là nó được click trên sàn Bancassurance, thì các bạn có thể vào đây các bạn đọc được chưa ạ? Đấy thì các bạn sẽ nhận được khi các bạn claim, nó chương trình claim miễn phí mà claim Airdrop miễn phí nhận là 2 triệu 500 cái đồng ETH SV được chưa ạ? Đấy thì cũng như thường lệ anh em kích vào đường link dưới phần mô tả nó ra cái giao diện y hệt như vậy được chưa. Thì anh em nào mà muốn đọc cái đấy thì có thể dịch sang tiếng Việt để xem này gọi là cái lộ trình cũng như là cách các bạn gọi đi tiền red để ăn hoa hồng đại loại như vậy được chưa. Còn mình sẽ hướng dẫn anh em gọi là cờ lam và gọi là lấy con trách dán vào ví gọi là ví chốt hay là MetaMask đều được được chưa. Thì trên điện thoại mình thường mình dùng hướng dẫn anh em dùng ví chốt cho nó nhanh được chưa. Rồi anh em kích vào đường link dưới phần mô tả ra giao diện như vậy, cũng như thường lệ anh em kích vào phần này để sao chép cho mình. Rồi kích vào đây để sao chép cho mình nha, quần vợ. Rồi anh em quay sang ví chốt cho mình, rồi ấn vào phần đáp cho mình nha. Rồi dán dán cái địa chỉ sao chép vào cái chỗ tìm kiếm này cho mình. Rồi bắt đầu ấn hoàn tất cho mình nha. Các bạn nhớ chuyển đổi sang mạng Smart Chain cho mình nha. Này cái chuyển đổi mạng cho mình. Rồi nó ra cái giao diện về anh em kéo xuống cho mình nha. Đấy anh em có thể get vai link này để lấy đường link đi giới thiệu bạn bè để kiếm thêm 100% gọi là thu nhập từ bạn bè được chưa. Đây có thể ấn vào cái link để, đây thì anh em ấn vào chỗ này để sao chép cái đường link này được chưa. Đây là đường link của ví của mình được chưa. Rồi anh em kéo xuống để claim, các bạn có thấy cái từ claim airdrop mà ấn kích thẳng vào claim airdrop cho mình đó. Rồi thì nó hiện lên cái xác nhận phí mạng phí giao dịch kê, thì vừa nãy mình làm quả là 0.22 đô BLB, thì quả thứ hai là 0.18, nó khá là rẻ đấy chưa. Rồi ở đâu đó tầm 1-2 nghìn hay 3-4 nghìn thôi anh em có thể làm được, thì mình nghĩ cái này là anh em làm được đấy chưa, được cả 2.500.000 khá là êm còn gì đấy chưa. Rồi khi anh em nó hiện như vậy anh em ấn chấp thuận cho mình để mua đấy chưa, để gửi phí giao dịch kê, không phải là mua vì cái này chương trình airdrop nó miễn phí nhưng mà anh em bắt buộc phải mất phí gas, hiểu không ạ? Rồi thoát ra cho mình để mình hướng dẫn anh em lấy con trách. Rồi thoát ra cho mình, lấy phần ví cho mình để ép ví vào. Rồi anh em kích vào Smart Chain cho mình, không thì cái con trách của con Ethereum SV này mình cũng để dưới phần mô tả cho anh em để sao chép được chưa. Rồi anh em kích vào cái gọi là cái giao dịch gần nhất này được chưa. Giao dịch gần nhất của mình là con S Smart, con Ethereum Smart Ethereum SV của mình được chưa. Đây là cái con trách của cái con Ethereum Smart Chain này, Ethereum SV được chưa. Con kích thẳng vào đây để sao chép. Rồi chép đấy, các bạn có thể thấy là 0.28 là mình mua vừa nãy claim mất cái gas này, 0.28 này được chưa. Rồi thoát ra cho mình, rồi thoát ra nữa, rồi kích thẳng vào phần tìm kiếm cho mình nha, chỗ này này. Rồi dán con trách vào, con trách vừa sao chép ấy. Rồi đấy thì nó hiện lên là Ethereum SV, ký hiệu là ETH SV, cũng mới gạt sang bên cho mình. Rồi chờ một lúc anh em thoát ra ra cái chỗ phần giao diện chính của tôi con chơi định được chưa. Rồi kéo xuống mình để tìm kiếm. Dạ, đây như bạn thấy đây 2.500.000 cái đồng ETH SV đã về trong tài khoản được chưa. Đấy khá là êm luôn. Đấy anh em có thể đi tuyển rác để kiếm thêm phần trăm, vì coi này là coi rác coi xổ số nên là anh em cứ chơi mất mấy nghìn thôi không tiếc được chưa. Rồi kết thúc video, chào mọi người.